Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, ngày nay tham gia giao thông ở Việt Nam có lẽ cũng là một bộ môn thể thao mạo hiểm khi mà người lái xe luôn phải đối mặt với các tình huống sở khóc sở cười. Đặc biệt là các bác tài chắc cũng sợ nhất là các xe chở hàng công kênh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số video ngắn để thấy được rằng chở hàng công kênh là một nghệ thuật và người chở hàng công kênh cũng là một nghệ sĩ. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Đố biết đấy. Ừ. Thành phố, khoản nó đi đứng kiểu gì thế, bảo đố biết. Mấy em gái tránh ra để anh phóng cho mà xem. Ôi bạn có sao không bạn ơi? Thanh niên có vẻ bị dập mông khá đau. Đúng là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội không được khôn lắm. Thế nhưng trách ai bây giờ đây? Trách mình thôi. Ai bảo được ngồi ngả ngớn trên cái tấm tôn không gây tai nạn thì cũng là được ông bà gánh còng lưng rồi. Video do camera hành trình của ô tô chạy phía sau ghi lại cho thấy người đi xe máy chở theo một tấm vật liệu khổ lớn nhưng không chằng buộc cẩn thận mà chỉ cố định bằng cách để cho người ngồi phía sau ngồi lên. Chính sự cẩu thả và chủ quan này đã dẫn tới tình huống tai nạn dở khóc dở cười. May mắn là tài xế ô tô chạy phía sau đã kịp thời đánh lái sát thanh cầu và phanh gấp để tránh nên mới không đâm vào người đàn ông trượt ván trước mũi ô tô. May mắn hơn nữa là sát phía sau xe ô tô này không có xe nào khác, nếu không thì có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, video trên đã thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác. Hầu hết cư dân mạng đều chúc mừng cả tài xế ô tô lẫn người đi xe máy vì đã may mắn không va vào nhau. Nick Quang Tuấn bình luận, xem vừa buồn cười vừa tức, đây là kiểu chở hàng quá phổ biến ở Việt Nam, bất chấp các nguyên tắc an toàn. Hôm trước thì có clip xe máy công kênh cả người lẫn một xe khác lên. Giờ thì clip này, rồi còn bao nhiêu vụ xe máy, xe ba gác chở tôn như là máy chém di động ở trên đường. Không phải ai cũng may mắn như tài xế ô tô trong clip, nếu ai không may va chạm với họ thì đúng là vạ oàn. Tài khoản là Hoàng Anh nêu ý kiến, không thể lấy lý do mưu sinh hay là miếng cơm manh áo để biện hộ cho kiểu chở hàng nguy hiểm như thế này. Cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra giám sát và tiến hành xử phạt thì các trường hợp như thế này mới giảm. Quả thật, tình huống này đúng là vừa buồn cười, vừa khiến cho người xem có một phen rơi tim ra ngoài. Thế nhưng tình trạng chở đồ công kênh như video này không khó để bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Nhiều người vẫn không biết sợ khi đã có quá nhiều các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cũng vì chở những miếng tôn dài như vậy. Đoạn video này may mắn cho các thanh niên một thì các bác chủ xe cũng phải về tạ ơn các cụ 10, suýt thì bị vạ oản. Ơ, trông nó sai sai các bác ạ. Hình như là có gì đó không đúng lắm. Chị gái này điều khiển xe bằng chân á? Đúng là nhìn thế nào thì trông vẫn không hiểu nổi pha điều khiển xe hết sức công kênh này. Sau khi mà người quay phóng lên trên mới tá hỏa phát hiện ra rằng chú tài xế công nghệ chở chiếc xe máy rồi chở luôn cả người ngồi trên xe. Cộng một điểm dũng cảm, thế nhưng trừ 10 điểm cho sự liều lĩnh nguy hiểm này. Ngày 4 tháng 12 năm 2022, nhiều người ở trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ chở đằng sau một người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên xe máy, kiểu dáng giống Honda Dream. Và theo tìm hiểu thì sự việc diễn ra trên đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, đoạn gần tòa nhà Hồ Gươm Plaza, hướng di chuyển từ trung tâm thành phố đi Cầu Trắng. Đoạn video sau khi mà đăng tải đã khiến không ít người xem thót tim, đồng thời lên án hành vi coi thường tính mạng của bản thân và người đi đường. Độc giả Bùi Quang Anh bình luận, người chở thì coi thường tính mạng người khác, còn người ngồi sau thì quá coi thường tính mạng của chính mình. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử phạt thật nặng để răn đe. Đừng lấy lý do cuộc sống mưu sinh ra để biện minh cho cái sai. Tài khoản Phan Vũ viết, không riêng gì vụ việc này mà nhiều lần đi đường, tôi cũng nhiều fan kinh hãi, nhiều tài xế chở tủ lạnh hay thiết bị công kênh. Nếu tài xế không vững tay lái, có thể gây tai nạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 7 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh làm rõ nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Phụ nữ vốn là một thứ hết sức khó hiểu, nhưng việc phụ nữ làm đôi khi còn khó hiểu hơn rất nhiều.
Đoạn video này khiến cho người xem chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bám chắc nha chị ơi, để em cua đoạn này cho. Mỏi quá, nhớ em bảo đấy. Yên tâm em ơi, có việc gì mà chị không làm được đâu. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ chở hàng cồng kềnh trên chiếc xe máy cà tàng gây xôn xao. Theo đó, chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, một người phụ nữ chở bọc hàng lớn ở phía sau. Người còn lại thì ngồi xổm với tư thế chân thấp chân cao, tay cố vươn rộng ra để ôm hàng. Đáng chú ý, người này còn không đội mũ bảo hiểm. Được biết, sự việc trên diễn ra tại một con đường lớn ở Hà Nội và tư thế ngồi của người phụ nữ phía sau khiến cho nhiều người đi đường choáng váng, không biết đó là ngồi hay là đứng. Thậm chí là một số người còn lắc đầu ngao ngán về độ liều của hai người phụ nữ. Sau khi mà đăng tải đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng, ai cũng ngỡ ngàng với dáng vẻ của hai người phụ nữ, đồng thời phỏng đoán là người ngồi sau sẽ gặp nguy hiểm với kiểu ngồi trông chênh như vậy. Thành viên Nam Bình bày tỏ, thi thoảng tôi đi đường cũng nhìn thấy cảnh này, tôi không hiểu sao họ lại coi thường tính mạng của mình đến như vậy. Dẫu biết đó là công việc mưu sinh nhưng thực sự rất nguy hiểm. Nickname Ngọc Hương lo lắng, nhìn thấy thương những người phụ nữ tần tảo mưu sinh quá. Nhưng nói gì thì nói, các chị không nên viện cớ kiếm tiền mà bất chấp lao động như vậy. Đã thế chị ngồi đằng sau nguy hiểm nhất lại còn không đội mũ bảo hiểm. Nếu gặp cảnh sát giao thông, các chị chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Khi ấy công sức bỏ ra có đủ nộp phạt không? Bạn Trần Văn bình luận, chưa bao giờ tôi coi thường những người lao động chân tay kiếm sống, nhưng với cách mưu sinh này của hai chị ấy thì thực sự đáng lên án. Việc chở công kênh giữa phố đông người không đội mũ bảo hiểm không chỉ gây nguy hại cho bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến người đi đường. Chỉ cần gặp sự cố thì người cầm lái có thể không phản ứng kịp, rồi số phận người ngồi phía sau cùng với người xung quanh sẽ ra sao? Nhìn gì tôi? Chưa thấy ai đi xe máy bao giờ? Nhanh nhanh đi bạn ơi, khách đang dục lắm. Không phải ai cũng luồn lách được lụa thế đâu, có căn mới làm được đấy. Đoạn clip do camera hành trình ghi lại một vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h39 phút ngày 14 tháng 7 năm 2022 đang thu hút cư dân mạng. Theo clip thì trên đoạn đường có phân chia làn đường, nhiều phương tiện ô tô xe máy nối đuôi nhau đi trên đường. Hai thanh niên đi xe máy chở theo nhiều hàng hóa đựng trong bao tải màu xanh nối đuôi nhau lạng lách trên đường, tạt cả đầu xe ô tô có gắn camera hành trình. Một thanh niên khi lạng lách vượt lên phía trước đã va quệt vào tay lái của người đàn ông mặc áo xanh đang điều khiển xe máy đi ở làn trong cùng. Vụ va chạm bất ngờ khiến cho người áo xanh ngã đập mặt xuống đường. Rất may lúc đó xe ô tô gắn camera hành trình đi đúng làn đường nên người bị ngã không bị tai nạn liên hoàn. Xem clip về tình huống tai nạn thì cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với hai thanh niên chở hàng công kênh còn lạng lách đánh võng trên đường. Phải xử phạt thật nặng những người coi thường tính mạng người khác. Hai xe máy chở hàng công kênh chạy như đua trên đường vắng không người vậy. Đừng ai nói vì chén cơm manh áo nhé. Họ đã chở công kênh lại lao như là đua xe. Chở hàng công kênh đã sai không nói, chạy từ từ canh xe né người ta ra đã khó. Ông thần này chạy vậy tránh sao khỏi va chạm với người đi đường chứ. Nhìn thấy mấy vị này thì né ngay từ đầu cho lành nhé. Còn các bạn nghĩ sao về những đoạn video này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.